xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nhật thảo kính tánh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, và kính chào quý vị khán thính giả và quý Phật tử trở lại với chương trình Sống Đời Sống Phật trên đài truyền hình IBC. Và trong chương trình hôm nay vẫn là sự hiện diện quen thuộc của Hòa Thượng Thích Viên Huy, thầy là trụ trì Chùa Đường Ngự. Và bây giờ Nhật Thảo mời quý vị chúng ta cùng gửi lời chào đến Hòa Thượng. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin kính chào thầy ạ. A Di Đà Phật, xin chào đại hữu Nhật Thảo, và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục với bộ kinh Trung A Hàm. Phẩm hôm nay là mình tới phẩm 5, thì bộ kinh số bài kinh số 109 có tựa đề là Kinh Tự Quán Tâm. Và thưa thầy, là vào mở đầu đoạn kinh á, thì Đức Phật có dạy và ngài có bảo các tỳ kheo là nếu mà có tỳ kheo nào mà không thiện xảo quán tâm người khác thì hãy thiện xảo tự quán sát tâm của chính mình, và nên học như vậy. Và con kính mời thầy giải thích rõ hơn về cái lời Phật đã dạy ạ. Thưa quý vị, thì trong cái bài kinh là tự quán tâm, thì như quý vị cũng biết được rằng là mình hãy xem xét, xét nét về cái tâm của mình để tỏ rõ mình hiểu được như thế nào, để chuẩn bị làm những cái việc gì, cái tâm nó ràng sao. Điều hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta nó gồm có hai cái, về vật chất và tinh thần. Cái tinh thần đó chính là cái tâm, hay là cái khối óc suy nghĩ của trong tất cả chúng ta. Đức Phật ngài dạy rằng là nếu tỳ kheo nào đó, thì đây là dạy cho người xuất gia, nhưng mà cái người tại gia cũng học cũng rất là quý, chứ không phải là không. Nó mở mang một cái tầng lớp, một cấp độ nữa. Rồi chúng ta hiểu rồi, có dịp nào đó chúng ta đi tu trong đời này, hoặc giả là trong cái đời khác, chúng ta tu, chúng ta có được cái vốn liếng rồi, thì chúng ta có thể mở mang cái quan lộ ra. Vậy thì hãy thiện xảo quán tâm của người khác, không có thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo quán tâm của chính mình. Thì nên học như vậy. Quán tâm người khác là thế nào, mà tại sao mình không quán tâm của mình? Ví dụ bây giờ quý vị thấy hai người cãi lộn với nhau, không? Và quý vị thấy từng cái người này á, là thấy sao mà nó thua lỗ quá, rồi người kia cũng có thua lỗ quá, đương không nhá, mà cãi với nhau, cãi ôm sòm giữa, nghĩa là giữa ba quân thiên hạ, kéo chuyện này ra nói chuyện kia ra, nói ôi thôi đủ thứ hết, cái chuyện xấu biết bao nhiêu đời, từ năm kiếp ba đời gì đâu cũng vẫn kéo ra nói, không rồi nói những cái lời nghĩa là không có văn minh, không có thiếu văn hóa. Ví dụ mình nói mình thấy tâm người ta, tâm anh đó giận dữ như vậy, tâm chị đó giận dữ như vậy, vậy đó thấy đó mình thấy. Nhưng mà rồi khi mình á, có khi sự giận dữ lên, nỗi nóng lên á, thì mình quên mình mất, thì không xem xét cái tâm mình. Mình cãi với người khác á, thì mình chỉ cho anh đó là đần, anh đó là ngu, anh đó là thiếu hiểu biết, anh đó là cái này này, sùm một đống trong người khác á, thô lỗ những lời chuyện khác. Chứ còn mình không có thô lỗ, mình chửi người ta chứ mà mình, người ta thô lỗ chứ mình không có thô lỗ. Không. Cho nên Đức Phật ngài mới nói chúng ta tự quán xét cái tâm của mình á. Khi mình thấy cái sự việc bên ngoài thì mình quán xét thử cái tâm của mình như thế nào. Cho nên mình đừng có mà đem cái mình thấy cái việc của cái tâm của người khác mà cái tâm của mình thì không thấy. Đó là mới có cái cấp độ 1 thôi á, chứ chưa nói cấp độ 2 đâu. Cái cấp độ 1 như vậy thì mình quán xét, mới có quán xét thử cái tâm của mình. Thí dụ như bây giờ cái sự tham lam, một người nào đó thí dụ như là họ ăn cắp, họ tới một cái tiệm vàng nào đó ăn cắp thì có những cái số mà ăn cắp trộm được nó chạy được thoát, thì không nói gì, nói cái thằng đó cũng giỏi, nó cũng tính toán kỹ cho nên nó thoát được, nó đi ngõ này ngõ khác, vô ngõ trước nó thoát ngõ sau, tự nhiên biết cái tiệm vàng đó có hai ngã,
Còn nếu mà đứa nào mà nó thoát không được, bị bắt lại, nó nói, ừ, thằng đó ngu, không có thông minh, biết người ta có camera, có an ninh, vân vân, người ta bắt lại được. Chỉ là thậm chí như ở bên, mới cái bên gì đó mình thấy đó, thì nó trong cái tiệm vô đó thì nó bắn, nó có súng, đây là vừa súng anh cướp nó vô, nó lấy tiền bỏ trong bịch đó, thì nó vừa súng ra nó biểu mấy người khác né, thì có một người chủ tiệm ở trong đó họ cầm súng bắn nhiều phát thì nó chết, chưa tới bệnh viện thì chết đó. Thì mình thấy như vậy thì mình hãy quan sát lại tại sao mình đừng có tham, mà không phải nói tham tiền không, nhưng mà còn tham tất cả nhiều thứ lắm. Khi mà nó khởi cái tâm tham của mình lên á, thì mình biết là nó khởi lên cái tâm tham, mình mới quan sát, cái đây không có nên tham nha con, thì tu mà đâu có cần tham nữa, thì cái như vậy thì nó mới bớt được. Đó là cái điều quan sát mà Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta, không phải là người xuất gia không, mà người tại gia cũng phải thấy được cái điều đó như vậy. Ví dụ như bây giờ hai đứa con nít nó đánh lộn với nhau, nó chửi với nhau, nó cấu xé với nhau, mình nói là con mình là đúng, còn con người khác hàng xóm là sai đâu, mà mình mới quan sát coi thử đứa con mình tại sao xảy ra cái việc như vậy, mà tại sao không cần thiết cái chuyện gì, thí dụ như cái banh thì cái banh không cần thiết gì mà cấu xé với nhau như vậy, không cần thiết. Ví dụ nó cái chơi thì con từ từ cho sâu, thí dụ chứ không có chuyện gì, hoặc giả là chơi một cái trò chơi gì đó rồi không đồng ý với nhau, cãi vã với nhau, thì mình phải quan sát về cái phía con mình trước, chứ đừng có đổ thừa là con người ta. Thì ở đây quan tâm cũng vậy đó, thì Đức Phật Ngài dạy cho tất cả những người tu hành, những vật tử hãy quan sát cái tâm của mình đó, đừng có nhìn cái tâm của người khác, mà hãy nhìn lại ngay trong cái tâm của mình đó, nó khởi lên cái gì ở trong đó. Khi nó khởi lên cái tham, mình biết là nó tham, ơi đừng có tham nha, không phải của mình mà nó tham. Rồi khi sở cái sân, mình biết rằng nó đừng có sân, sân hận nó xảy ra nhiều cái việc lắm, nên cố gắng giữ bình tĩnh, mình xem xét thứ thế nào chuyện nó đúng hay sai cái đã. Rồi cái si, khi muốn có một cái hành động nào đó mờ ám, tức giận nào đó, thì chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ, chúng ta làm những cái việc gì đó coi thử như thế nào để cho mình tỏ rõ hơn, chứ mình đừng có nghĩ rằng người ta làm vậy thì nó không có hay. Giống như thí dụ như là cái việc đó, đi trên một cái con đường, giống như mình đi xe như vậy, thì có một viên đá nó văng bộp lên trên cái miếng kính, nó nứt một cái miếng kính. Rồi chưa gì suy đoán xét như thế nào, mình tới mình báo cảnh sát, đây có đứa nào bắn tôi, làm cho nó nhiều chuyện ra. Nhưng mà mình phải quan sát thứ là nó từ đâu nó tới, vết nứt như thế nào, rồi mình mới quyết định. Đó là quan sát đúng rõ, còn không mình chưa gì mình đổ thừa cho người khác thì cái đó nó chưa quan sát được rõ, cho nên đó là cái ví dụ vậy thôi. Nhưng mà đối với mình cũng vậy, quan sát thật kỹ cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó khởi lên thì mình biết mà chi để dứt trừ, dẹp nó xuống, đừng có cho nó khởi lên nữa. Còn ở đây, đó là cái điều mà trước tiên Đức Phật dạy, một cái bài học quan tâm của chính mình trước, thưa quý vị. Dạ, con rất là cảm ơn Thầy ạ. Và đó là mở đầu đoạn kinh. Thì cái đoạn kinh kế đó, xin phép Thầy là cho con được đọc, là Đức Phật đã dạy như thế này, là Đức Phật nói là thế nào gọi là tỳ kheo thiện xảo quán tự tâm, mà tỳ kheo nếu có quán này chắc chắn được nhiều lợi ích. Phải chăng ta được chỉ của nội tâm nhưng chưa được quán pháp bằng tối thượng tuệ, và phải chăng ta được quán pháp tối thượng tuệ nhưng chưa được chỉ nội tâm, và phải chăng ta chưa được chỉ nội tâm cũng chưa được quán pháp tối thượng tuệ, rồi phải chăng ta được chỉ nội tâm cũng được quán pháp tối thượng tuệ. Và như vậy thì Đức Phật muốn chư tỳ kheo là phải quán như thế nào? Con kính mời Thầy giảng tiếp ạ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nghe qua trong một cái đoạn kinh á, ví dụ như Đức Phật nói rằng là thiện xảo tự quán tự tâm, nếu tỳ kheo này quán tự tâm thì có nhiều cái lợi ích, mà nếu mà chỉ có quán cái nội tâm không á, thì chưa quán bằng cái trí tuệ tối thượng tuệ, thì phải được quán pháp tối thượng tuệ nhưng mà chưa được cái quán cái chỉ nội tâm. Như vậy thì chỉ phải quán đi cái chỉ cái tối thượng tuệ, rồi quán đi cái
tối thượng tâm nữa, thì hai cái như vậy. Chứ không phải chăng ta chỉ có quán nội tâm mà cũng quán được, ta chăng ta được chỉ quán nội tâm rồi được quán nội tâm, tức là ban đầu á thì tức là chỉ quán nội tâm, chỉ quán là cái gì mình chúng ta hiểu được, chúng ta biết được là tức là dừng hết tất cả các thứ lại để định tâm lại. Đây là định nè, chỉ tức là định dừng hết tất cả các thứ lại là định á. Thí dụ như bây giờ quý vị thường muốn đọc cái một cái bài cái lá thư gì đó của con cái đâu, nó gửi tới mình á, nó gửi yêu cầu cái gì mình coi thử mình biết chứ. Bây giờ mình mở tivi ra nghe nhạc, mình mở tivi lên cái hình ảnh phim tùm lum hết rồi, mình đâu có biết là trong đó nội dung nó nói gì. Mình đọc nhưng mà rồi cái phim nó la lên cái ui cha cái sùm hết, thì mình không biết nó có cái phim nó bắn đùng đùng nên kia ngã xuống chết, thế thành mà cái diễn viên mình yêu quá thương nó mến quá nó ngã xuống chết, thì mình đâu có tâm đâu mà động biết người ta yêu cầu cái gì trong một cái bài, hoặc là cái bài để mà cái contract làm một cái việc gì đó chứ không phải là thư mà contract đó nó cần thiết lắm lắm. Cho nên chúng ta cũng phải chú tâm như vậy thì dừng hết tất cả các thứ như cái hồi mà làm chùa đây cũng vậy thưa quý vị, nó viết một cái nghĩa là cái contract á, cái hợp đồng á, thì anh viết cũng khéo lắm, viết thí dụ bây giờ viết trên này chữ lớn lắm, tôi sẽ làm cái chùa này chừng cỡ làm đó là bao nhiêu tuần nữa thôi, 2 năm, 2 năm là 100 hay là 158 tuần hay là bao nhiêu đó, mấy tuần đó, 1 năm thì 52 tuần, còn 104 tuần thì đó, thì có thể là có năm là 54 tuần. Thì như là viết vậy đó, rồi làm chỉ trong vòng bao nhiêu tuần đó là xong. Thì mình nếu mình tính ra thì 1 năm có 365 ngày, như vậy thì anh ta nói chuyện là anh ta làm 400 ngày. 400 ngày tức là hay là nhiêu đó là xong, hơn năm là xong á. Nhưng mà cái đó rồi mình nếu mà không có đọc kỹ thì ở nói đến là trừ ra là trời mưa nè, trừ ra trời nắng quá nè, trừ ra gió nè, trừ ra bão nè, rồi trừ cái chuyện này chuyện khác ra nữa. Nhưng mà quý vị nói làm 400 ngày ha, 400 ngày nhưng mà working day, tức là làm một tuần chỉ có 5 ngày thôi, chứ mình không có tính nữa, nó làm một năm ở quyền đâm họ làm hết đâu, họ working day thôi, họ tính như vậy, thành ra tính ra nó nhiều lắm, 400 ngày nhưng mà nó nhiều lắm, nhiều tuần, trong phải gần 2 năm, chứ không phải là mình nói đơn giản, mình là chỉ có 365 ngày cộng 35 ngày nữa là 1 năm với 1 tháng nữa là xong, không phải đâu. Cho nên nếu mà chúng ta không có sáng suốt, chúng ta không có coi, không có dừng hết tất cả các cái để chỉ dừng lại ở đó, quan sát đó thì nó không có định tâm lại, đây là định, tức là chỉ nội tâm, tức là dừng hết tất cả các cái thứ này, quý vị hiểu rồi đó. Ví dụ bây giờ mình tụng kinh, tụng kinh thì mình dừng hết tất cả các cái thứ lại để mình tụng kinh đó, chứ bây giờ đâu có nấu cơm mình tụng kinh, đâu có tưới cây mà mình tụng kinh đâu, vô ấy đường hoàng mình ngồi trước bàn Phật mình tụng để mình hiểu lời của kinh Phật được, nên mình ngồi niệm Phật, ngồi tỏ thiền thì mình mới hiểu làm sao định tâm như thế nào để mình ngồi niệm Phật, mặc dù cái phương pháp niệm Phật Tịnh Độ Tông có nhiều người, có nhiều lúc họ học đâu đó thì họ có một phần nào đó họ chỉ trích niệm Phật như này là sai, niệm Phật thế này là không được, tại sao phải kêu tên ông Phật ra, ông Phật Di Đà, ông Phật Thích Ca ra, như vậy ta kêu tên cái bà nào đó cũng được, họ nói thì kệ họ chứ nó không ăn thua nó. Nó quan trọng mình tĩnh tâm, mình niệm Phật nhờ cái phương pháp đó, thì muốn kêu ai cũng được chứ có can gì đâu. Cái Đức Phật ở ngài biểu thí dụ bây giờ quán sát, thì thấy là quán sát bây giờ nó tứ niệm xứ rồi khi mà có cái ông mà ông Bằng Đạt, Châu Lợi Bằng Đạt, ông không có thông minh, ông học mô chữ hai chữ tạo chiếu rồi quét nhà vậy thôi, cũng học không thuộc, cũng chập tiểu chảo chảo tiểu tiểu chảo gì không có thuộc được. Sau này ông bực quá, ông đã thôi đó, ông xin phép đi về. Nhưng mà gặp Đức Phật,
thì Đức Phật ông nói thôi để cứ treo không cần đâu, để cái học hai chữ đó là treo cái khăn nó chỉ cho đổ đó, cái khăn cho nó đứng lại, rồi khăn nó đã tới một lúc nào ban đầu khăn sạch rồi sau đó mình thấy mới dơ bẩn những đời khác thì làm sao cho nó sạch đi. Thì cái chuyện mà quét sân quét nhà cũng vậy, rác rớt nó bám bụi rồi bây giờ mình lấy cái chổi mình quét đi nó vậy thôi. Quan sát thì khi nó dòm chầm chầm cái khăn vậy thôi, chứ như người ta chê nói rằng là Đức Phật sai nè, Đức Phật nói rằng là quán tứ niệm xứ là thì thân thọ tâm pháp đó, nó bốn cái đó, cho tại sao quán cái khăn dòm cái khăn chi, cái đó Đức Phật sai à, pháp sai à, không phải đâu. Đừng có ý lắm, mà coi như mình sai thì khó. Cho nên quán sát nữa, sau ngày đã chứng được cái quả A-la-hán đó. Cho nên đối với tất cả chúng ta đây là dừng hết tất cả các thứ lại bằng những cái phương pháp nào đó, chứ cũng không có chỉ trích nữa. Đây là phương pháp chỉ lấy đá đè cỏ nó ngôi cái khác nó đọc à, nó nhiều cái phương pháp lắm. Cho nên quý vị hãy dừng cái tâm. Ở đây Đức Phật nói chỉ tâm, chỉ nội tâm, tức là đình chỉ hết tất cả các cái thứ đó đã. Rồi cái quán á, huệ tối thượng á, tối thượng tuệ, tức là quan sát rồi mình ngồi để mình chi, mình quan sát mình ngồi, nó quan sát mình ngồi, nhưng mà quan sát cái bây giờ cái phiền não, cái nghi ngờ, ví dụ mình cho nghi ngờ, cái tham, cái sân, cái si đó nó phát triển từ đâu, làm sao mà dứt được, mình diệt trừ nó thì nó phát triển lên đó, thì nó dứt được, khi đó thì nó sáng tỏ ra. Cái tham á, tự gì con mắt thế này nó thấy kia là có kim cương, có vàng, nó tiếp xúc với bên ngoài đó, nó thấy đó, cho nên khởi cái tâm tham lên. Cho nên một là mình cho đó là một cái thứ dữ, nếu mà đụng tới nó thì vua tô hay là vua quan bắt hay chuyện này chuyện khác, hay là trộm cướp nó giật với nhau thấy khổ. Cho nên không có cần quan sát đó, mình không cần kim cương cũng được, mình cũng sống vậy thôi chứ không cần. Ví dụ người tu hành thì đó là cái chỉ tu nội tâm và cái tuệ quán, cho nên đối hai cái thứ đó. Rồi nếu mà cái thứ này không có cần thì mong cầu có cái thứ khác nữa, còn mình được cái thứ này rồi cũng mong cầu có được cái thứ khác nữa, thì nó phải đem lại nhiều cái lợi ích cho tất cả chúng ta. Thì mình nói ở đây thì nói như vậy, nhưng mà thực tế nói là lặp lại cái lời Phật dạy, chẳng qua nhắc lại cái lời Phật dạy chứ chưa đâu. Đây là mới có cấp độ 1, tức là mình chỉ nhắc lại cái lời Phật dạy, bắt chước cái lời Phật để mình nói mà mình nhái lại thôi. Mà phải đi sâu vào ở trong cái quan sát của mình, dừng hết, mình có thể dừng hết tất cả các cái việc, ví dụ như nhờ trong vòng một ngày ban đầu mình tập đó, là trong vòng mình dừng lại hết tất cả các thứ trong vòng 8 tiếng, rồi sau đó có thể 10 tiếng rồi dừng lại đã, rồi sau đó hết trong cái thời gian của mình đó, rồi mình mới thấu triệt được cái gì đó. Mình dừng lại mình thấu triệt được cái gì, chứ dừng lại không có biết cái gì cũng không biết, ra trồng cái cây tứ cây cũng không được, để cho cây chết không bỏ phân chết không biết cái gì, dừng làm cái gì. Dừng nhưng mà có cái biết ở trong đó, là cái quan sát xét nét đó là cái phần đầu thôi của mình, là mới phần đó. Còn cái phần tập trung cao độ, phần thứ ba nó vượt bậc lên để mà tối thượng huệ đó, tức là cái người đó dứt hết tất cả những cái phiền não đi đó, trong cái vòng đó. Chứ còn mình nói không nó mới có bắt đầu lặp lại những cái lời Đức Phật vậy thôi, nên nó không đem lại lợi ích gì đó, không đem lại lợi ích. Cho nên nó cũng phải đi sâu vào là chúng ta thực tập, không một là cái định, hai là cái tuệ, rồi nó mới đem lại cái lợi ích nhiều cho tất cả chúng ta đó, trong một cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài dạy chúng ta trước, hay lấy cái định trước rồi sau đó mới phát triển cái tuệ tối thượng vô, thưa quý vị. Con rất là cảm ơn thầy ạ. Cái phần đó thì Đức Phật đã dạy là hãy thiền xảo quán từ tâm thì sẽ được rất là nhiều lợi ích. Và rồi lại có một vài cái Đức Phật có nói là cũng có nhiều người là giống như là nếu mà chưa có được chỉ nội tâm mà cũng chưa được tối thượng tuệ đó, thì Đức Phật nói như vậy thì tỳ kheo chưa được pháp thiện này, và vì muốn được như thế thì phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, rồi học tập tinh cần chánh niệm, rồi chánh trí kham nhẫn, rồi đừng để bị thoái chuyển. Thì Đức Phật dạy như về điều này á, thì con xin mời thầy giải thích rõ hơn ạ. Ở trong một cái đoạn tới nữa thì Đức Phật ngài mới nói rằng là cái người á mà
không có được cái chỉ của nội tâm, tức là cái đình chỉ cái quán của nội tâm nữa, tức là cái thanh tịnh, tức là cái định của nội tâm á, tức là đây là cái tâm tĩnh. Tâm tĩnh chỉ dừng lại hết cái tâm, yên lặng dừng lại tất cả đó. Và thậm chí nó cũng không có được nghĩa là cái quán cái pháp tối thượng tuệ, và cũng không được chỉ nội tâm. Hai cái đó không được. Thì bây giờ Đức Phật Ngài mới dạy cho cái hành giả đó một cái pháp nữa là bây giờ thì phải ở trong cái thiện pháp. Thiện pháp này, thiện pháp đó là cái gì? Muốn phải được, một là tìm cầu cái phương tiện, một là cố gắng siêng năng. Hai là có một cái chánh trí, cái trí tuệ sáng suốt đó để nhận chân được. Thứ ba là kham nhẫn, phải chịu. Chịu không? Chịu đủ thứ đó. Thí dụ như đừng có thối chuyển. Như vậy một cái mà siêng năng là một cái điều cần yếu nhất. Một cái điều cần yếu trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có siêng năng á, nó không có thành tựu một cái gì đó. Tu tập cũng vậy, không có siêng năng thì không có nghĩa là được cái gì hết. Cái vấn đề thứ hai á, cái vấn đề mà cứ như là chánh niệm với chánh trí. Vấn đề chánh niệm chánh trí tức là cái niệm đó nó rõ ràng, nó trong suốt, nó rõ ràng, và đặc biệt hơn nhất á, thì phải gần gũi có cái phương tiện đó là cái gì. Mình phải hiểu biết cái phương tiện đó là cái gì. Cái phương tiện đó là cái gì? Nó không biết cái phương tiện là cái gì hết. Thì một là được cái pháp, hai là cái người. Cái người dạy cho mình những cái phương pháp đó. Đó là cái phương tiện. Cái người dạy cho mình những cái phương pháp đó để đi. Cái pháp đó mình thực hành để đi đó. Thì thực hành cái gì? Thí dụ bây giờ người gần người ác thì chạy theo những việc ác, những tánh ác, thói ác, lời nói ác. Còn chạy theo cái người thiện trí thức thì hướng dẫn cho mình cái việc lành, làm lành, những cái phương pháp lành. Nhưng mà hướng dẫn cho mình mà không có một cái chánh niệm, tức là một chỉ một cái con đường sáng đi tới đó. Và thứ hai nữa là phải siêng năng, kêu là tinh cần á. Nếu mà chúng ta không có chăm chú, không rõ dòm cái con đường đó đi rồi á, mà chúng ta không có chăm chú, không có cẩn thận á, tức là có chánh niệm á, chánh niệm tức là rõ ràng để quan sát. Mặc dù cái người đó là thiện tri thức dẫn mình đi, nhưng mà mình coi chừng chứ. Cái người cùng bạn đồng hành mình đi, mình coi chừng đó là cái chánh niệm, nó coi chừng sao, nó có sai không. Mặc dù cái con đường đó mình biết chắc rằng là đúng, nhưng mà rồi đâu nó cũng tùm lum trong chứ không phải nó đúng. Nó ngày thí dụ mình đương đi á, cái mình ăn cái nó trúng ba cái thứ gì đó, cái đau bụng, nhưng mà mình không biết là cái thầy thuốc chữa đâu, mình uống tầm bậy thì nó sanh ra nó nhiều cái bệnh ra không. Rồi cái mình đi biết cái con đường đó chính, nhưng mà biết đâu có cái ổ gà, mình không có coi cẩn thận là nó sập ổ gà, quẹo chân, nó làm cho trễ nải công chuyện đi. Cho nên cái chuyện mà cái chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm tức là luôn luôn xét nét cái con đường mình đi đó, cái hướng tu mình đi đó, nó con đường. Nhưng mà đây là ví dụ cái tu của mình nó như con đường vậy. Bây giờ tu á, tu tứ niệm xứ hay là tu thập diện nhân duyên, nhưng mà mình phải xét nét, mình coi thử nó có xuất chỗ nào, nó bồi chỗ nào, nó lõm chỗ nào để chúng ta biết. Thì đó là cái điều cần yếu mà cái người tu của rằng là dùng cái phương tiện đó, thưa quý vị. Rất tiếc là chương trình của chúng ta đã hết giờ, thì con rất là cảm ơn thầy đã giảng dạy và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và nếu quý vị vẫn còn thắc mắc hay muốn đóng góp về cho chương trình, xin gọi về chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp theo hai số phone đang hiển thị trên màn ảnh. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại lần sau. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng...